Nhanh nhanh lên Vi ơi, mẹ chở đi học nè, trễ giờ họp của mẹ rồi, nhanh. Nhanh lên. Mẹ ơi, Vi con đau bụng quá à. Ủa rồi có sao không? Hay là mẹ chở đi bác sĩ nha? Dạ không cần đâu mẹ, mẹ cứ đi họp đi, để bà chở con cũng được. Nhưng mà... Thôi thôi thôi, con đi làm đi họp đi, để nó ở nhà, mẹ đưa nó đi khám được rồi. Dạ vậy cũng được. À, để con gọi điện cho cô giáo của Vi á, con xin phép cho Vi nghỉ. Có gì á, mẹ chở Vi đi khám cho con nha, con trễ giờ. Vi, con đau chỗ nào? Để bà chữa con đi khám. Con đâu có đau đâu bà. Con đang á, nói xạo để mẹ cho xin nghỉ học một bữa. Trời đất ơi, con nhỏ này, mày đặt nói xạo nữa, lém thiệt luôn á. Mà lần này thôi nha. Dạ. Thôi, bữa nay bà dẫn con đi chơi. Dạ, yes. Ăn ngay không? Bà ơi, cho con xin tiền nấu mì lớn đi bà. Ừ, nhiều, lát bà cho. Dạ.